Khi bạn quá ảo tưởng sức mạnh vì bạn đã làm cho lốc phút lên mức 1000 FPS thì sẽ như thế nào? Cùng vào video để thấy rõ. Trước khi bắt đầu video thì chị Google nhắc cho các bạn phải làm gì, nhớ like, share, sub và bấm chuông để có thêm động lực ra video mới và ủng hộ cho công chúa nhé. Vào video thôi đi.
Sau khi các bạn xem hết video này thì các bạn thấy sự khác biệt rồi đó. Tốc độ khung hình lên tới 1000fps quá kinh khủng luôn, khiến bạn không thể nhìn thấy gì, bạn nhìn thôi thấy ấn tượng rồi. Và tôi cảm ơn các bạn đã xem video của tôi. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ like, share, sub và bấm chuông để có thêm động lực ra video mới và ủng hộ cho công chúa nhé. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn những video lần sau. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn những video lần sau.